Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với khách mời đặc biệt trong chuyên mục khách mời hôm nay. Thưa quý vị, trong số chúng ta thì không ít những người đã nhiều lần say mê và chiêm ngưỡng các vận động viên di chuyển một cách rất uyển chuyển trên các sàn diễn khiêu vũ thể thao với những kỹ thuật vô cùng phức tạp và đẹp mắt. Và với những đặc thù riêng của bộ môn khiêu vũ thể thao này thì đã bao giờ quý vị nghĩ rằng là người khiếm thị cũng có thể tập luyện và biểu diễn được bộ môn này không ạ? Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị sẽ ghé thăm và trò chuyện cùng anh Tô Văn Hòa, là huấn luyện viên khiêu vũ thể thao của lớp học Solo Dance Club, nơi trao gửi yêu thương giữa những người có tình yêu và lòng say mê nghệ thuật, và là nơi giúp rất nhiều người khiếm thị có thêm niềm vui, niềm lạc quan với cuộc sống. Xin chào huấn luyện viên Tô Văn Hòa, cảm ơn thầy đã nhận lời mời tham gia chương trình và trò chuyện cùng với các khán giả của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin chào khán giả của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin chào MC. Thầy Hòa thân mến, điều đầu tiên mà chắc hẳn rất nhiều các quý vị khán giả muốn được biết đó là lớp học khiêu vũ miễn phí cho người khiếm thị Solo Dance Club đã ra đời như thế nào ạ? Tiền thân bắt đầu xuất phát từ Viện Rick. Viện Rick là nơi hỗ trợ việc làm cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và họ sẽ set up những cái buổi dạy nghề và thể lực cho tất cả những người có hoàn cảnh đặc biệt. Thì có giới thiệu tôi đến với câu lạc bộ nhỏ ở Đống Đa thời điểm mới sơ khai bắt đầu, để hướng dẫn và dạy cho các bạn khiếm thị về thể lực cũng như là khiêu vũ hiện tại bây giờ. Việc dạy và học nhảy đối với những người sáng mắt đã không dễ dàng, thì chắc hẳn tập luyện bộ môn này với các học viên khiếm thị lại càng khó khăn phải không ạ? Với người bình thường thì cái trải nghiệm nó cũng sẽ khá lâu để có thể tập được động tác và chơi. Và với người khiếm thị, với các bạn khiếm thị thì khó gấp trăm nghìn lần, bởi vì các bạn không nhìn thấy được không gian. Vì thế nên mà với giáo trình tôi đưa cho các bạn, bản thân tôi phải chi tiết từng cái tay, hướng, cách đặt chân và cái để mà nghe được âm nhạc và nghe được tín hiệu của người nhảy là một điều rất khó. Nhưng mà các bạn ở đây có một cái năng lượng tích cực để làm được điều đó. Trong 5 năm qua thì thầy giáo Hòa có nhớ là mình đã đón nhận khoảng bao nhiêu học viên và các bạn thì có phản hồi về lớp học này như thế nào ạ? Lúc đầu thì cũng trên dưới 20 bạn, cho đến gần đây thì số lượng học viên đã đông lên khá nhiều. Từ con số chỉ có 15-20 bạn đó, và bây giờ đã là trên dưới 200 bạn vận động viên tại Hà Nội. Nụ cười, sự tươi vui, lạc quan và nguồn năng lượng tích cực là thứ dễ dàng được cảm nhận khi bước chân vào lớp học này. Cũng là những tiếng nhạc sôi động, cũng là những bước nhảy đầy uyển chuyển. Thế nhưng Solo Dance Club là một lớp học nhảy đầy khác biệt. Có lẽ cũng bởi những sự đặc biệt đó mà mỗi học viên ở lớp học đều thu nhận về cho mình những giá trị riêng biệt. Huấn luyện viên thì cũng rất là vất vả, bởi vì là ở những lớp khác ấy, thì học viên có thể nhìn thầy và bắt hình, làm theo thầy. Thế tuy nhiên ở đây thì sau khi thầy giảng lý thuyết xong sẽ phải đi nắn lại cho từng học viên một, từng động tác một. Và mỗi người sẽ lại làm những cái động tác đó khác nhau, bắt cái ý hiểu khác nhau. Thế là cái công việc của một người huấn luyện viên là tăng lên đến 5 đến 10 lần. Mình đến đây thì mình cảm thấy là tinh thần của mình rất là vui vẻ đây. Mình cảm nhận được cái nguồn năng lượng của mọi người truyền lại cho mình ấy. Mình cảm thấy cuộc sống nó tự tin hơn, nó không còn có những cái suy nghĩ tiêu cực ấy. Mọi người đến đây đều là hoàn toàn những người các bạn là không nhìn thấy, thì nghe bằng âm thanh, nghe bằng các vỗ tay. Vui nữa là khi ở ngoài cộng đồng ấy, thì chẳng may va vấp người ta thì người ta rất là khó chịu, nhưng mà đến đây thì có thể là dẫm vào nhau, đạp vào nhau, nhưng mà các bạn đều là vui vẻ. Vượt qua những rào cản về tâm lý, vượt qua những sự khác biệt về thể chất, thầy Hòa không chỉ mang đến cho các học viên thêm một kỹ năng, mà hơn cả đó là niềm vui, là niềm tin vào cuộc sống, là sự lạc quan, dù bản thân họ yếu thế nhưng không hề yếu đuối. Sự nhiệt huyết của thầy Hòa cũng đã truyền lửa cho rất nhiều các thành viên của Solo Dance Club miệt mài tập luyện, để từ các học viên này họ đã trở thành các huấn luyện viên. Bởi vì chúng tôi là người đồng tật với nhau, cho nên thấu hiểu được những cái khó khăn của nhau. Từ đấy thì là tôi đúc rút ra những cái kinh nghiệm của mình đã được học từ thầy, và cũng rất vui là khi là mình cũng là được người học trước để lấy những cái mà bài tập đó, lấy những cái kinh nghiệm đó để có thể là truyền đạt lại, chia sẻ lại cho các bạn học viên mới. Hành trình trong suốt 5 năm qua, kể từ ngày đầu đến nay thì với một cái trái tim ấm áp ấy, thầy đã mang cái thế giới khiêu vũ rất là diệu kỳ đến với chúng tôi. Và đến lớp học thì không chỉ tôi và tất cả mọi người đây đều cảm thấy được cái
cái sự chân thành cũng như là cái sự tích cực và những cái năng lượng mà thầy đã mang lại cho chúng tôi. Gửi cho học viên những nụ cười, những bước đi tự tin, tràn đầy năng lượng. Tia lửa nhỏ của tình yêu cuộc sống được thầy giáo Tô Văn Hòa thắp lên, rồi được thổi bùng lên bởi những người bạn, những người tâm huyết cùng chí hướng. Và nhờ đó, những buổi học của Solar Dance Club đã xóa nhòa đi mọi khoảng cách, kết nối những trái tim luôn hướng về phía tương lai tươi sáng. Qua quá trình đồng hành cùng Solar Dance Club, thầy thấy các bạn học viên trước và sau khi tham gia vào lớp học đã có sự thay đổi như thế nào, cả về sức khỏe thể chất và tinh thần ạ? Môn khiêu vũ này không thể giúp các bạn kiếm tiền được, nhưng giúp các bạn có một cái tinh thần lạc quan và cái năng lượng tích cực, và để các bạn có thể sớm hòa nhập với cộng đồng. Cái năng lượng khi các bạn gặp nhau để các bạn tập là một cái điều rất tuyệt vời. Thì chúng ta nhìn qua lớp, chúng ta biết là cái nhu cầu để mà được chơi, được giải trí khá cao. Mà nếu giải quyết được cái nhu cầu đấy cho tất cả các bạn khiếm thị cũng như khuyết tật thì chúng ta sẽ giảm thiểu được gánh nặng xã hội, bởi vì các bạn ấy sẽ về học làm việc tốt hơn so với các bạn mà chưa được học cái môn này. Ngoài những khiếm khuyết được coi là điểm yếu thì thầy thấy rằng các bạn học viên khiếm thị có điểm mạnh gì với bộ môn này? Các bạn có một điểm mạnh, đó là các bạn ấy tập trung vào âm thanh khi các bạn không nhìn thấy. Giống như nếu như chúng ta đến chào các bạn một lần và giới thiệu tên thì lần sau đến chúng ta chỉ cần cất câu nói lên chào các bạn ấy, bạn ấy sẽ biết được tên mình là gì. Cũng giống như trong lúc tập luyện thì tôi đã cho các bạn tìm nhau bằng cách vỗ tay để tìm ra được, và các bạn ấy có ký hiệu với nhau là vỗ tay để biết được là người ở phía trước là đang ở hướng nào để đi lại gần hơn. Đấy là cách để trong bạn nhảy với nhau. Qua những ngày tháng đồng hành và chứng kiến các bạn học viên trưởng thành từ lớp học khiêu vũ này, Thu Hằng nghĩ rằng không chỉ các bạn học viên nhận về các giá trị cuộc sống, mà ngay chính người thầy của họ cũng đã làm cho cuộc sống của chính mình nhiều ý nghĩa và giá trị hơn, phải không ạ? Đây là lớp học đặc biệt và tiếng cười ở đây sẽ được nhiều hơn, và cái năng lượng tích cực ở lớp này sẽ tốt hơn khi các bạn đến để cho nhau cái năng lượng và cho nhau nụ cười. Không cứ là riêng tôi mà tất cả các bạn ở trong lớp sẽ được gọi là học từ trái tim. Tất cả các bạn đều lan tỏa từ cái điều đó đến với các bạn phía sau. Trong tương lai xa thì tôi mong muốn rằng là cái bộ môn khiêu vũ thể thao này, người Việt Nam mình sẽ là tiên phong đi đầu trong cái việc tổ chức các giải đấu như tôi đang làm cho các bạn mấy năm vừa qua, và sẽ mong rằng được đưa vào một cái bộ môn sớm nhất ở Paragame để các bạn có một sân chơi được chỉnh chu hơn, được quan tâm nhiều hơn để phát triển một cái xã hội của chúng ta tốt hơn. Xin cảm ơn thầy giáo Tô Văn Hòa với cuộc trò chuyện rất thân tình và ấm áp ngày hôm nay. Xin được kính chúc thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình truyền lửa với bộ môn khiêu vũ thể thao và truyền những năng lượng tích cực tới các bạn học viên còn cái may mắn khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.